Một cái khúc mà muôn thuở nó vẫn ở đây luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, em yếu chuyên nghiệp, em yếu chuyên nghiệp. Tôi hiểu cái cơ chế của cái trò này rồi, ngày hôm qua tại hả, khó, có để có thể nắm bắt được thôi chứ trời ơi, cơ bản luôn á mọi người. Cái này mà vậy mà hôm qua tôi nhảy không lên được hả, cơ bản luôn. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. Pride and you poke at it, exploring the limits of your reach and you're trời ơi, trying to find a way. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, xong rất mời vậy mày. Thôi vừa mới nói cơ bản với mọi người luôn sao rớt hoài vậy mày. Trời ơi, ném một xíu nữa là nó bám lên cái đó được rồi. Every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Chết rồi mọi người ơi, mình vô cái khuôn khổ nó khó lại rồi mọi người. Trời ơi. You need to take a break. It's okay. I've saved your progress. Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. Lên luôn, phải móc qua cái này luôn, qua cái này luôn. Qua luôn, không phải. Không có phải qua, đây là qua xuống dưới mà phải lên. Lên, đúng rồi, lên, làm lại cuộc đời, làm lại cuộc đời. Kể từ lúc ấy tôi đã chuyển sinh thành ha anh chàng trong lưu và làm lại cuộc đời. Đúng rồi, qua luôn, nhảy lên, trời ơi. Khỏe khoắn lên, nhảy lên yếu, nhanh nhẹn lên, nhanh nhẹn lên. Cái này góp gãn vô, góp gãn vô. Cái này người ta nói chơi cái này phải bình tĩnh. Mà nãy giờ tôi bình tĩnh đó. Tôi không bình tĩnh là con chuột còn xe này mệt với tôi rồi đó. Móc vô, móc vô, móc vô, móc vô trên kia kìa. Sao tôi thấy cái cú đó nó dễ lên mà sao thằng này nó móc hoài, nó không móc vô được nha mọi người. Móc vô, móc vô làm hơn, nó móc ra. Móc vô nha, móc vô, đừng để tao xóa mày lần hai đó. Mày đừng để tao xóa mày lần hai nha. Game kinh dị của em đâu nếu đây nè. Em đang phải game kinh dị nha em. Nói chứ lát nữa mới chơi. Tra tấn bản thân tôi xíu nữa. Trời ơi là trời. Trời, chơi game để stress. Cái này là hả, chơi game để stress. Cay quá vậy, cay đâu, tôi có cay đâu. Cay nào đâu trời, cay đâu trời. Mấy game này cơ bản, mấy game này sao tôi cay cứu được. Nói vậy thôi chứ trong lòng đau lắm. Đau nhiều chút luôn á, chứ không phải đau một chút nữa. Đó, mà thấy nó xàm không, mà thấy nó xàm. Tự nhiên vậy cái nó móc ra, nó móc bản thân của nó móc ngược lại. Nó không thấy mệt mỏi hay gì á mọi người, nó không thấy mệt mỏi hay gì á. Nó không thấy mệt mỏi trong người nó hay gì á. Hồi nãy tao khởi nguồn, tao cũng đứng ở đây nè, giờ tao cũng đứng ở đây nè. Mày mệt chưa? Ngày hôm qua miếu của mọi người cũng đứng ở đó luôn, rồi giờ nó cứ vậy không. Làm vậy hoài đó rồi. Giang hồ nhìn em Hiếu ra gì nữa. Trời ơi. Chân nó đâu rồi anh Hiếu? Đó cái lu đó em. Nhưng nếu mà nó có chân là game này đâu có nói làm gì nữa, bình thường. Xài bằng búa. Đúng rồi, mình làm lại cuộc đời. Kể từ hôm ấy tôi chuyển sinh thành cái lu và làm lại cuộc đời. Nó thiệt cái tôi mệt thiệt luôn á. Lúc đầu tôi còn cười nổi với nó nha. Lúc đầu tôi còn cười nổi với cái trò này á. Kể từ hôm ấy tôi đã chuyển sinh thành cái lu và bắt đầu làm lại cuộc đời tôi. Móc vô, đúng rồi, kệ nó. Không sao hết, nằm lại. Máng cái này lại, máng cái này lại. Một, ok. Ok, lên.
móc vô nó, móc vô, móc vô, móc vô. Uống nước cam thôi, uống nước cam thôi. Nạp miếng vitamin C vô, nạp miếng vitamin C vô. Có khi nào tôi nhảy lại về bên kia luôn không? Cái game này là càng nhảy xa lên nó mới càng... Cái game này cơ chế chơi của game này là càng nhảy càng xa càng tốt cho mọi người, chứ không phải là nhảy xuống đâu nha mọi người, coi lộn cái cơ chế tôi chơi đó. Cơ chế của tôi chơi nó bị lủng hay gì á. Bình tĩnh thôi, chơi từ từ thôi, có gì đâu vội. Mọi người hả đang cổ vũ mày đó Hiếu. Mọi người đang cổ vũ, mọi người đang cổ vũ mày á Hiếu. Mọi người đang... Ôi, nó không thấy mệt hay gì hết trời. Móc lên, móc vô trên đi. Bám vô, đúng rồi, qua được rồi mọi người, qua được rồi, qua được rồi, qua được rồi, qua được rồi, tự nhiên mới chọt vô trong cái tô, mới chọt thêm một cái rồi, một cái sai lầm rồi, một cái sai mình có thể sửa sai được. Nó chọt, chọt hai lần liền luôn. Chưa tới 10 phút, chưa tới 10 phút mà tâm trạng nguyên ngày hôm nay của tôi nó đi rồi đó. Con game hủy diệt tâm trạng chưa tới 10 phút nữa. Chưa được 10 a minute nữa. Trời ơi, nó năng nữa, nó lăn nữa. Không thấy mệt. Nó không có thấy mệt. Nó đẩy có một kiểu, nó đẩy hoài. Game giả lập xây dựng. Móc vô, đúng rồi, sửa sai một lần nha. Móc lên, đồ mệt quá. Mà xưa tôi xóa thằng này là phải rồi. Hồi xưa tôi xóa thằng này là phải rồi. Chơi cái này để giải trí, lát nữa hả, trước khi mình vô mình chơi game kinh dị cho nó đỡ bớt căng thẳng đi. Mà nó không dày nè. Nó không dày nè. Nó không biết thằng nào kinh dị hơn thằng nào nữa luôn á. Tôi sợ lát tôi chơi game kinh dị, tôi sợ quá, tôi áp lực, tôi stress. Tôi nhảy thằng này trước để bớt áp lực đi. Mà tôi không ngờ. Game này tên là Getting Over It nha mọi người. Lúc mà mọi người mua cái game này mọi người làm ơn nha, mọi người nhớ chọn cái phần mà hả order thêm á, nói với người ta là không lấy ớt. Hay là do con chuột của tôi nó chưa đủ nhạy ta, hay là mình chỉnh cái con chuột nhỏ quá, nó chậm quá cho nên là mình chưa có hả điều khiển hết được cái tốc lực của cái thằng này hay sao. Đúng rồi, búng lên cái nữa, không phải búng cái này, búng cái chỗ bên này nè. Búng lên trên này, búng lên trên kia kìa. Búng lên, búng tao lên coi. Búng đây nè, đúng rồi. Búng lên cái nữa, búng tao cái lực, búng lên. Máng vô. Búng vô cái cối, nó búng đi đâu luôn rồi. Mệt mỏi thiệt chứ. Nhanh tôi đi nè, lúc cắt mi. Vui. Ủa?
cảm vô, móc vô, móc lên cái này, búng lên trên mới được, búng lên, đừng có rớt xuống nha, đừng máng vô, máng cái bản thân mình vô đi chứ trời ơi, máng vô, vậy hoài sao bực bội thế nhờ. Tôi vẫn chưa hiểu được cái cơ chế, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, từ từ thôi, máng cái này máng không có tới, nó ngắn quá. Máng nó vô, thôi kệ bình tĩnh đi Hiếu, không sao hết. Không sao, chơi game này không có cả cọc cằn. Rớt ở đâu á mình còn có thể làm lại cái đó. Một danh nhân nào đó đã từng nói mà. Chấp ngã ở đâu, gấp đâu vậy đó. Danh nhân đó tên gì tôi quên rồi. Chuột tôi có nhiều lắm, yên tâm ơi. Tôi coi sắp tới tôi xài chuột gì. Giờ để tôi lên trên web tôi kiếm thử coi chuột nào đang bán thịnh hành nhất vào thời điểm hiện tại. Don't hate the player, hate the game. Ice tea. Lily. Nó tưởng của mình nó có búa hay gì á, nó tưởng tao không có búa nha, nó tưởng của mình nó có búa. Tao không những có búa, tao còn có kiếm. Được rồi, thoai đi, được rồi, thoai đi. Làm ơn đi, Bali. I don't need a down. I need a chum. I need a up, Bali. I don't up down. I don't need a down. Móc vô cái đó chứ không phải móc vô cái này ông nội. Móc vô cái mái nhà kìa. Móc vô cái mái nhà giùm con cái ông ơi, móc vô cái mái nhà. Móc luôn, nó móc một phát luôn, nó móc từ bên đó, nó móc về là giặt khỏi đầu luôn. Nó móc từ nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi đó, móc hoài, cố chỗ làm hoài. Tôi mệt chứ trời, tôi bật chứ. Mà bây giờ mình dừng lại là đồng nghĩa với mình thất bại. Đúng chưa? Mình dừng lại mình thất bại. Mà mình bước tiếp thì mình hả rớt tiếp. Game này tên gì anh? Gamevui.net. Gamevui.net em. Gamevui.com. Hai xin chào mấy bạn nào mà đang coi livestream của mình nha. Sau đây mình xin giới thiệu với bạn một cái con game có tên là Gamevui.net nha mọi người ơi. Nếu mấy bạn nào mà kiểu mấy bạn đang mà nghiên cứu một cái tựa game nào đó chơi để giải trí đỡ sầu trong những ngày học áp lực đồ này nọ,
Mấy bạn vừa mới kiểm tra hóa được 1-2 điểm về, mấy bạn mở máy tính, mấy bạn lên, mấy bạn nhảy cái trò này nè. Game vui.net. Cái đó nó nhảy như thế nào á nhờ, cái đó nó bị cái gì á nhờ. Make anger your enemy. Harm comes to the... Cái đó là do hả, tôi ngu hả mọi người. Find fault with yourself and not with others. Chứ vậy cái này phán qua là sao? Máng cái cây búa này nó máng không có tới. Cây thế nhờ. Tokugawa Ieyasu. Trời, cái này chẳng lẽ nó móc vô cái lỗ mũi tôi hay gì vậy? Trời ơi là trời, hôm bữa thì là kênh livestream một tên L, giờ chắc là kênh livestream của một tên L quá. Một thằng lùn đó. Đó, đó rồi rồi rồi, ok, 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 ok. Đúng rồi, mình phải khắc phục được cái lỗi lầm của mình chứ. Con người chứ có phải. She smiled in defeat with unconquerable eyes. Hồi nãy lúc mà tôi đang ngủ á, tôi nghĩ trong đầu tôi là lát nữa chiều tối mình lên mình livestream á, mình sẽ hello mọi người. Nhà mình sẽ có một cái livestream nó vui vẻ, nó êm đềm, nó trôi qua sóng yên biển lặng. Sai. Sai. Em hiểu của mọi người sai hoàn toàn. Đến trước kia tao chơi này nè. Mấy ông cứ nghĩ để nhìn cái thằng nhân vật thôi đã khó chịu rồi. Nè nhìn nè, lòi hai vú. Không có dầu à, ở trong cái lu. Và đây là một cái hành trình nghị lực của anh ấy để vượt qua. Chúng ta phải đồng hành cùng nghị lực của anh ấy. Trời ơi, mém một xíu nữa, đi xa lắm rồi. Your failure here is a metaphor to learn for what? Nghĩ được chưa? Nghĩ được chưa mọi người? Nghĩ được chưa? Cái này tôi dừng lại được chưa mọi người? Hay là dừng lại là thất bại nữa? Rồi, nay mấy giờ rồi? 7:33. Tôi 7:40 nha, tôi nhảy thêm 7 phút nữa. Tôi nhảy thêm 7 phút nữa. Để tôi tra tấn ha, cái cuộc đời tôi thêm 7 phút nữa. Mày cho tao lên đi, mày cho tao lên đi rồi tao có tinh thần tao chơi tiếp, tao nói thiệt. Mày cho tao cho tao một xíu gì đó gọi là niềm tin hy vọng được không? Cho ánh sáng của đảng đi em, hay cái gì đó đồ này nọ đi. Hay lắm, hay lắm, đó, nó phải vậy, nó phải như vậy, kẹt rồi mọi người ơi, nó không có vô được, kẹt rồi mọi người, cái này như nào, đừng có gớt xuống nha, đừng nha, tôi lại mày luôn á, hay lắm, đây rồi, đây, qua luôn, trời ơi, siêu trí tuệ diệt, rồi cái này sao qua được đây, siêu trí tuệ diệt ơi. Siêu trí tại việc ơi, cái đơn siêu trí tại việc, no, đừng có làm như vậy nha, siêu trí tại việc, kẹt cái búa. Đây, siêu trí tại việc, sai rồi đó em. Đây rồi, trời ơi là trời, siêu trí tại việc, bám vô. Đơn em ơi. Tới đây rồi em, mình đừng có phạm sai lầm nữa em. Sao cứ bị vướng cái thùng rác hoài trời. Có thể nào cho tôi lên được không? Có thể nào cho tôi lên được không? Đừng có cho tôi ra rớt. Đơn, móc vô, phải móc vô.
hai ngày rồi đó mới đi qua được cái ngưỡng này á. Đừng nha, con người chứ có phải con gì đâu. Nó sao sao. Ừ, hay lắm Hiếu. Móc vô. Này móc không tới rồi. Đó. Đừng có như vậy. Máng vô lại chỗ nãy coi. Ok, máng vô lại đi trời ơi. And it would usually turn out to be unreasonable. Ôi, hình như là phải nhảy lên cái cục đó rồi nó mới nhảy lên cái cục kia được hay sao á. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts. Đừng nha. Hạ cái búa xuống đi. Có gì từ từ nói. Rồi ok, máng lên đây. Ok, đi qua. Ok. Cái này vậy sao nó qua được ta? Chúng cứ móc trúng cái thùng rác nó hoài à. Hồi nãy mình lên trên này được, sao giờ mình không lên trên này được nữa? Trời, nó lên được kìa. Hay, hay lắm. Không phải bên này, lộn bên rồi. Đừng nha Hiếu. Má già mà tôi rớt xuống dưới cho tôi nghỉ luôn đi. Như thế nào cũng được, nhưng mà đừng có rớt xuống dưới. Trời ơi. Trời ơi, má sợ quá. Mọi người đợi tôi xíu, bình tĩnh. Mọi người, tôi uống miếng vitamin C vô cái tôi nhảy tiếp mọi người. Sao nó không có mám vô trong cái đó được ta? Hình như là phải máng lên cái cục. Đây rồi. Ôi, sao vậy? Máng vô được rồi mà. Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone. For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Ella Weaver Wilcox. Thôi kệ, không sao. Có gì mình làm lại cũng được. Chuyện đâu còn có đó mà mọi người. Không sao hết. Better by far that you should forget and smile than you should remember and be sad. Christina Rizzi. Trời là trời. Mà nó rớt cứu chí mạng quá mọi người. Nó rớt cứu thiệt á, tôi đỡ không nổi luôn á. Nó rớt cứu mà thiệt á, tôi chịu không nổi nữa luôn á. Nó rớt cứu chí mạng quá, tôi trở tay không kìm. Thôi. Không cho nổi nữa. Tạm thời để đây đi. Mai mình chiến tiếp. Tôi tưởng cái đầu này là chỉ có thể là zombie king nó mới làm được thôi. Mà giờ tôi không ngờ nha. Vẫn còn một trò nữa nó khiến cái đầu tôi về. Hay. Getting over it. One look, the heat is rising. And I've been cold for so long. One touch.